Ra ngoài, ra ngoài.
xuất phát từ hội quán Nghĩa An 678 Nguyễn Trãi, sẽ đi các con đường ở khu vực Chợ Lớn, đi tới 11 giờ trưa luôn, bắt đầu xuất phát là hơn 8 giờ một xíu, hơn 8 giờ. Đây là một cái lễ hội Tết Nguyên Tiêu rất là lớn, xem như là một cái Tết ăn ngực của người Hoa. Ở người Hoa thì những cái nét truyền thống này họ vẫn giữ cho tới thời điểm hiện tại luôn. Mỗi khi mà ăn Tết Nguyên Đán xong thì sẽ tới ngày rằm tháng Giêng thì sẽ là tới Tết Nguyên Tiêu, và người Hoa hay tổ chức những cái hoạt động truyền thống, đó là nghênh nông. Ngày mai thì sẽ là sinh lộc vào sáng ngày mai. Bây giờ thì sẽ cho ông du xuân các tuyến đường ở khu vực Chợ Lớn đó, rất là đông luôn. Hiện tại thì cô chú cũng có khấn vái ở phía bên ngoài nữa. Đây là một cái lễ hội rất là lớn của người Hoa. Rất là đông luôn. Ở phía sau thì sẽ là đoàn lân sư rồng cũng gần như hóa trang á, sẽ đi ở phía sau này. Hậu đường dài. Để tuyến đường này là bây giờ là hầu như là sẽ không có xe di chuyển được, tại vì là nhường đường cho diễu hành. Đang di chuyển ra phía trước chợ xã Tây 6A Phường Đổng Thiên Vương. Quá trời đông luôn. Giờ xe bên này là đứng bên này đâu có di chuyển được đâu. Sẵn tiện là mình xem cái này luôn. Thì cái này là sẽ đi tác chuyến đường cho tới 11 giờ trưa. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn, rất vui gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo này. Hiện tại thì đang hòa cùng không khí lễ hội Tết Nguyên Tiêu ở khu vực Chợ Lớn năm 2024. Thì hôm nay là xem như là một cái Tết lớn nhất của người Hoa. Cái Tết lớn nhất của người Hoa thì hiện tại đó là đang có một cái buổi lễ trong ngày 13 tháng Giêng, đó là lễ nghinh ông quan thánh đế quân du xuân, bắt đầu là từ thời gian là 8 giờ cho tới 11 giờ trưa. Thì bắt đầu từ hội quán Nghĩa An là 678 Nguyễn Trãi đó. Đây là một đoàn người nè cô chú xem, rất là đông luôn. Thì diễu hành qua các tuyến đường là Nguyễn Trãi, Đảng Đà, Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng, Hải Thượng Lãng Ông nè, Đỗ Ngọc Thạch, Nguyễn Trãi, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Như Ngữ Học và quay về Nguyễn Trãi đó. Rất là đông. Và chương trình này thì bắt đầu từ ngày hôm nay cho tới ngày 15 luôn, tức là ngày 15 tháng Giêng. Quá trời đông luôn. Hiện tại thì chị nghĩ là cái việc Tết Nguyên Đán là cô chú cũng như là đã xong rồi. Đó là mình đã xong cái không khí Tết Nguyên Đán ăn chơi về Tết rồi. Nhưng mà ở khu vực người Hoa, khu vực Chợ Lớn thì vẫn còn một cái Tết rất là lớn nữa. Dạ, dạ, vẫn còn một cái Tết rất là lớn, đó là Tết Nguyên Tiêu vào ngày 15 tháng Giêng.
cho nên là cùng người Hoa thì thấy là rất là rộn ràng, xem như là ăn hai cái Tết luôn, quá là hoành tráng luôn. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì con đường này rất là nhộn nhịp. Wow. Ở phía sau thì sẽ là những cái đoàn lân sư rồng di chuyển ở phía sau có những con lân nữa nè. Thì đã vòng qua con đường Tảng Đà rồi, Tảng Đà quận 5. Đoàn diễu hành của mình đang qua bên trường Trần Hưng Đạo rồi. 270 Trần Hưng Đạo nha, phía trước thì mới đi ngang cái từ Tảng Đà quẹo phải qua. Ở phía trước là đây có chỗ cô chú thắp nhang để cúng luôn nè. Đây là phía trước chùa Bà Hải Nam. Chùa Bà Hải Nam, cô chú cầm sẵn những cái bó nhang để một xíu mà ông tới thì cũng sẽ khấn vái ông luôn. Thank you.
con đường Phù Đổng Thiên Vương này, Phù Đổng Thiên Vương chợ chợ xã Tây, trên con đường Trần Hưng Đạo này vẫn tiếp tục diễu hành trên con đường Trần Hưng Đạo. Hiện quay phía bên này thì nó ngược sát. Này có bà 4 ông Long Dương. Còn mình vừa qua đường Châu Văn Liêm rồi, vẫn là đường Trần Hưng Đạo nhưng mà khác với Châu Văn Liêm. Hiện tại đoàn vừa ra khỏi Trần Hưng Đạo thì ngay cái chỗ vòng xoay mà chỗ Hương Xá Đồng Khánh, đây ngay chỗ vòng xoay mình nè, Hương Xá Đồng Khánh. Quá là đẹp luôn. Bốn ông Long Dương đã xuất hiện. Thank you.
đoàn nhân vật hóa trang này. Hiện tại thì đoàn Nghênh Ông đã đến con đường Hải Thượng Lãn Ông. Sau khi đi qua đường Phùng Hưng thì đã đến con đường Hải Thượng Lãn Ông á, thì đã cái đường mà hướng về chợ Bình Tây á. Ở phía trước nè cũng rất là đông cô chú đang đứng bên đây để xem như chụp hình nè, ở phía bên kia đường nữa, quá trời đông luôn. Đây là ở chùa Ông Bổn, phía trước chùa Ông Bổn nè. Đây cũng có là một cái bàn cúng thắp hương ở đây luôn. Rồi kẹt xe luôn ơi. Hiện tại là vòng qua đường Đỗ Ngọc Thạnh giao với Hải Thượng Lãn Ông. Hải Thượng Lãn Ông thì đi một đoạn thôi. Cô chú đâu đi được đường này đâu, đụng xe lại luôn, quá dữ. Hiện tại là vòng lại con đường Nguyễn Trãi rồi. Đây có mấy ông lớn ngồi xe xích lô à.
Hiện tại đoạn mình đã quay lại con đường Châu Văn Liêm rồi. Phía trước chùa Ôn Lăng hay là chùa Quan Âm này, trên con đường Lão Tử. Trước này cũng có cô chú anh chị đang cầm những nén nhang để thắp luôn, để dân hương luôn. Ta đây chuẩn bị múa. 2, 3, vô. Wow. Thế là đi tới một cái địa điểm chùa hay là miếu gì đó thì sẽ lân cũng múa, mà những cái đoàn hóa trang này là ở đây là cũng múa luôn đó. Ông cũng sẽ dừng ngay chỗ chùa Quan Âm này luôn, ông cũng sẽ dừng ở đây. Để cho cô chú ở trong lại ra thắp nhang nè. Đoàn tiếp tục rẽ phải con đường Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5. Sau đó lại ra con đường Nguyễn Trãi trở lại. Thì có những con ngựa rất là dễ thương ha. Sau một vòng đi các tuyến đường ở quận 5 thì đoàn diễu hành Nghênh Ông đã quay trở lại hội quán Nghĩa An hay là chùa Ông. Thì chạy nãy giờ theo mệt quá. Trời buổi sáng cũng rất là nắng luôn.
phía bên trong nè. Phía bên trong này là cũng có cái không gian rất là rộng luôn. Ngựa đã về làng. Ngựa đã về làng rồi. Bây giờ là ông sẽ vô bên trong lễ hội Quán Nghĩa An hay là chùa ông nè. Sáng giờ là đi một vòng và hiện tại là 9 giờ rưỡi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như vậy là Thiện đã chia sẻ quý cô chú trong buổi sáng ngày hôm nay lễ nghinh nông ở chùa Ông hay là quán Nghệ An ở quận 5, chuẩn bị cho cái lễ hội Tết Nguyên Tiêu của người Hoa ở khu vực Chợ Lớn. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì đoàn rước ông nghinh nông đã diễu hành các con đường xung quanh khu vực quận 5, và hiện tại thì ông đã an vị ở phía trong chùa Ông rồi. Bây giờ thì cô chú sẽ bắt đầu là vào cúng sinh lộc cũng như là cầu chúc năm mới bình an, sức khỏe cho gia đình, người thân cũng như là thành công trong công việc của mình trong năm mới. Thì bây giờ thì xin phép dừng video tại đây. Cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Nếu mà mình làm việc không có được.